sân môn này có mình cái bằng mệt và được buồn sạc cái bùa này gật lại lúc nào doan nhú rê bình công an an ninh lê trun và đằng mà buồn sang buồn là sang đập là đập rê tê lê tông cụ bí bằng mò và lật lạc nó buồn sang một nhà đình gà đà nâng đề gà ni vun lệ bê tê bú lăng pin thọc lắc mệt và gật lại thiết doan như ngạn này mời tụi này nên hôm ta cất ông mời đánh ngạc nó mời ta bê tê bú doan lại nghệ sát dần về nội của sách mấy cái chứng về ít lăng gần lần dần mặn lần là so đẹp là nghệ gì cả nãy chúng chẳng ta nên ít lăng video lo nêu quá bây một loại ít lăng ấy này bật lên như ngạn này nên mình vào ít lăng nhé, cứ biết phòng trọng có nhiều ngại. Ờ, giờ nó lên này, đợt này này thâu lên. Mười lăm là mười lăm là mười lăm là tính chân là hơi thanh là mười lăm là mười mời mình vào, lắng nghe này. Ai lại? Hỏi, hỏi, hỏi cái gì? Ai lại, nói đi. Nhưng mà sao ai lại? Hỏi, bây giờ nói đi. Cứ đi bộ tôi thấy rồi, tôi thấy anh qua chỗ này này. Rồi đi qua cái vòng nhà tôi đằng sau là làm cái gì? Nhưng mà hỏi để làm cái gì? Có, mà cái anh là ai? Hả? Là ai? Nói đi. Hỏi thăm phải biết người mới hỏi được chứ.
Các anh là ai? Nói đi. Bố mệt vậy, lắng nghe này. Thôi thăm mà thăm ai? Nhưng mà hỏi thăm ai? Nói đi. Không trộm thì là cái gì? Nhưng mà tôi thấy anh đi qua vòng đây là đi qua sau cái nhà tôi đấy. Nếu mà tôi không có ở nhà thì các anh làm cái gì tôi không biết đâu. Đó. Anh tự nhiên là anh vào nhà tôi là sẽ hai lần vô rồi đấy. Nói đi, mở mở cột trăng ra. Mở đi. Cứ mở cột trăng ra. Tôi là ở công an. Nhưng mà hỏi thăm anh, anh hỏi thăm ai? Tôi ở công an gần. Hả? Đường sau này là có mấy người đi qua đi lại cái đường này rồi đấy. Anh biết là cái nhà này mất bao nhiêu là con chó rồi đấy. Tôi mất 9 con chó rồi, 40 mấy con gà rồi. Nhưng bây giờ là các anh cứ qua đây là không có được. Cứ tự nhiên đi vào nhà của người ta đóng cửa rồi. Bây giờ anh tự nhiên là mở cửa ra đúng không? Công an đúng không? Đúng rồi. Công an à? Đúng rồi. Nhưng mà anh qua đây có việc gì không? Hả? Anh qua đây có việc gì không? Đi vào góc cửa ông Hoàng. Đó, cửa góc cửa. Có hỏi thăm nhà bên này là cái gì đó. Đúng không? Hỏi nó có hỏi ông Nghĩa xem. À, bà có nhà không? Có gì đâu mà chưa. Đấy. Tôi không có ở nhà thì anh cũng tự nhiên mới đi ra đi vào như vậy đấy. Đâu người ta chưa có ở ngoài cái. Tôi thấy rồi, tôi đang quay rồi, tôi quay rồi, không phải không đâu, tôi đứng ở đó là tôi quay. Các anh ở ngoài là anh cũng có thấy tôi nhưng mà tôi ở trong là tôi thấy hết cái đồng tử của anh đấy. Góc cửa đồng hòa mà trong ai không phụ lại quay ra đúng không? Đúng rồi. Rồi hai lần anh vào đấy. Nhưng mà anh phải để làm cái gì? Nói đi. Bây giờ làm cái gì? Tôi hỏi sao không được à? Được, nhưng mà các anh hỏi đây là làm cái gì? Mệt vậy, lắng nghe. Các quốc gia thống nhất thế giới. This is the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Đây là tuyên bố của các quốc gia thống nhất về quyền của các dân tộc bản địa. One, not to be. Mệt vậy, ít lắng là buồn sang là nào có mai nhà cặp cả căn bê lên mà tê này. Mà anh làm, anh công thông này làm như thế nào, có đúng có lượt không? Đây là đất trong buôn nha mọi người. Mà anh kêu giao thông làm công việc này mọi người ơi. Để đất đâu buôn nha mọi người.
Sen nyt vähän, vihmoille.